Vâng, gần Tết rồi. Vâng, bên em đợi lại về rất nhiều bán tải để phục vụ quý anh chị ngày cận Tết đây. Hôm nay là 21 Tết, 21 tháng Chạp âm lịch năm 2023, chuẩn bị đón cái Tết mới năm 2024. Em lợi lại giới thiệu đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe bán tải Ford Ranger sản xuất năm 2021, siêu đẹp siêu mới, chất xe chạy 6 vạn và xe tên tư nhân biển Hà Nội 29H48631, full lịch sử hãng. Xe còn nguyên một dàn lốp theo xe và chưa có đâm xô tai nạn gì. Lốp sơ cua chưa hạ và anh em có thể mang ra hãng và mượn thợ để check test kiểm tra nhé. Đấy, toàn bộ xe bên ngoài thì được trang bị nước sơn màu đen và xe được bác chủ lên nắp thùng cao, bộ ghế da màu đen, màn hình đầy đủ hết rồi. Đồng sơn từ 4 cánh cửa cốp trước cốp sau, là cam kết là không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. Đây, đát lốp của chiếc xe này toàn bộ là đát 2021 hết. Toàn bộ em lợi kiểm tra, chassis khung gầm cực kỳ đẹp. Đây là toàn bộ cái phần đèn hậu của chiếc xe này, đến cam lùi này và đây lốp sơ cua còn chưa dính viên gạch nào nhá. Khung gầm lốp chassis này rất đẹp nhá, cổ bô cổ xả rất sáng và mới này. Toàn bộ các cái phần đồng sơn bên phụ bên lái của chiếc xe rất đẹp này. Xe nguyên một dàn lốp đây, em quay cho quý anh chị nhé, tất cả lốp này. Đấy. Lốp zin đát 2021 đây nhá. Đấy. Rất dày này. Đấy. Chassis hai bên phụ này, cu lốp này mới đẹp, bật lên xuống này. Kính đèn đều nguyên bản nhá. Đấy. Đây. Toàn bộ các cái phần đồng sơn này đến đèn pha của chiếc xe rất mới và đẹp. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý vị xem. Đây là toàn bộ các cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, từ táp ly cánh cửa này, cột kèo bao zin nhá, chỉ cánh cửa đây. Đấy, toàn bộ các cái phần nội thất ghế da màu đen và trải sàn 5D. Trần của chiếc xe là trần để nguyên bản từ đầu bậc lên xuống này, đến ốc cột đều zin hết nhá. Tất cả các cái phần táp ly cánh cửa này, chỉ cánh cửa là bao zin đây. Anh em có thể mang ra hãng hoặc mượn thợ đến check test. Kính đèn đều được dán phím cách nhiệt và kính đèn theo năm sản xuất của chiếc xe. Xe nhập nguyên chiếc nên là các cái phần chỉ này là có nhá. Còn nếu mà xe không nhập là sẽ không có chỉ này. Anh em tại vì liên quan đến cái phần là xe nhập và xe trong nước đời 20 cuối 2021 là có xe trong nước. Đây, toàn bộ for này, kính này đều số 1 theo năm sản xuất của chiếc xe. Nội thất của chiếc xe ghế phía trước đây rất đẹp nhá và nguyên bản này. Đây, toàn bộ các cái phần ốc này, cột này, đinh bấm, đinh dập này và đây khoang động cơ máy này. Đấy, tất cả các cái phần tai đầu rằng này đến bóng khí là nguyên bản nhá. Màn hình hộp số này rất đẹp và nguyên thủy hết từ đầu. Toàn bộ các cái phần vô lăng nội thất của chiếc xe rất là mới và đẹp. Xe Ford Ranger đời 2021 nhập nguyên chiếc Thái Lan và xe bao zin chuẩn chỉ, không đâm xô tai nạn ngập nước, cam kết chuẩn chỉ. Xe nhập và giá thì hơn 500 triệu, bác nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Toàn bộ xe bên em Lợi khẳng định cam kết chuẩn. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Và bác nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe ô tô thì alo em Lợi nhé, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Bên em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc nhé. Táp ly cánh cửa đây, đây cột này, đến nội thất ghế này, trần của chiếc xe rất là đẹp đây. Đấy, tất cả xe nhập này, đấy, chỉ cánh cửa trước này, táp ly bên phụ bên lái đều nhau và rất mới nhé. Xe anh em yên tâm, toàn bộ các cái phần đồng sơn này, kính này, đấy, bậc lên xuống này, ghế lái, cột kèo bên lái bên phụ này zin hết. Xe full lịch sử bảo hành của Ford nhá. Toàn bộ các cái phần vô lăng này cũng rất mới và đẹp. Xe được trang bị tay lái trợ lực điện rồi, hộp số tự động một cầu phiên bản XLS. Này, audio của chiếc xe là 6.3 này, 6.3 zin nhá, chuẩn chỉ anh em nhé. Quý anh chị, quý khách hàng có thể kiểm tra xe qua số khung, số máy, qua biển số với các hãng Ford trên Việt Nam. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe này. Tất cả các khoang động cơ là bao zin, từ ốc cabo này, ốc tai đầu rằng này. Đấy, toàn bộ các cái phần
chân đèn này, đến tem của kép nước này, sơn vạch của nhà máy còn nguyên nhé. Tất cả các cái phần động cơ từ máy phát này, tem mác đầy đủ hết, và xe từ ốc tai này, máy hộp và đến cổ bô cổ xả của chiếc xe khá là sáng và đẹp đây. Toàn bộ ốc cabo là nguyên zin, các phần chống nóng của chiếc xe đều rất đẹp và mới nhé. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe Ford Ranger đời 2021 số tự động một cầu, máy dầu, bao zin chuẩn chỉ, còn bảo hành trên hãng. Chất xe chạy 6 vạn, lốp theo xe cả dàn, tên tư nhân, biển Hà Nội. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý anh chị các bạn.